Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay gọi là một ngày mình trên đồi núi mình mưa rất là to. Đấy, dưới kia mọi người đang nghe thấy tiếng kia là con suối nhá. Bây giờ là người ta gọi là suối, nhưng không gọi là sông. Sông thì con này nó nhỏ quá, chưa tầm cỡ gọi là sông. Cái này suối đó. Mình đang đi ấy lên đồi, nhưng mà đường mưa ấy quá, mưa quá, xem ruộng thế nào, tình hình mưa to rú về còn chưa còn hết cả ngô rồi, bám chuột lắm. Tí mình sẽ có một cái video quay về con suối. Trơn lắm nha. Đường xá quá trơn luôn, không thể tưởng tượng được. Toàn đồi núi. Con bé chỉ lấy nước nhỏ đây thôi, tầm cỡ gọi là người ta gọi dứ, không chết, không khô, không cạn.